Ngành thanh tra sáng nay cũng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Phía điểm cầu Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chánh thanh tra Đà Nẵng và cùng dự có toàn thể công chức ngành thanh tra thành phố. Trong năm 2021, toàn ngành đã triển khai gần 7.000 cuộc thanh tra hành chính và 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, qua thanh tra chấn chỉnh quản lý hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179.000 tỷ đồng, hơn 9.000 hecta đất, trong đó kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và 811 hecta đất, ban hành hơn 132.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức cá nhân với số tiền gần 3,7 trăm tỷ đồng kiến nghị xem xét xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Riêng tại Đà Nẵng đã triển khai gần 5.000 cuộc thanh tra kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra hành chính đã ban hành 40 kết luận thanh tra tại 94 đơn vị, phát hiện sai phạm thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 3,9 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 182 tỷ đồng và 1.265 m2 đất. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương đã tiếp hơn 309.000 lượt người, về 238.000 vụ việc, giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Về công tác phòng chống tham nhũng ngành thanh tra phát hiện 251 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107 tỷ đồng. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng.